Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Toyota Tân Cảng. Và hôm nay mình sẽ đi báo giá nhanh cho tất cả quý vị và các bạn những cái dòng xe vừa mới về tại công ty Toyota Tân Cảng. Thì kế bên mình đây là một chiếc Innova đời 2018, số sàn màu đồng ánh kim. Thì xe này được trang bị cũng tương đối nhiều phụ kiện, đó là ốp, những ốp xi ca lăng này, dán phim che mưa, chén cửa, rồi ghế da DVD, nói chung là đầy đủ. Thì chiếc xe này cũng còn rất là mới, thì đang được niêm yết tại công ty Tân Cảng với mức giá là 720 triệu đồng. Và chiếc xe này mới chỉ chạy được có 27.000 km thôi quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Innova chạy gia đình chứ không phải là kinh doanh. Và kế bên mình đây là một chiếc Innova đời thấp hơn 2015, thì cũng vừa được làm đẹp theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại công ty Toyota Tân Cảng. Thì chiếc xe này cũng đang được niêm yết với mức giá là 550 triệu đồng cho một chiếc xe Innova cũng là chạy gia đình và số km thì còn rất là ít, tuy rằng là đời 2015 nhưng mà mới chạy được có 59.000 km thôi. Mình sẽ đi chú trọng hơn tới trước số sàn, máy dầu. Một mẫu xe mà thời gian qua quý vị và bạn đã hỏi mình rất là nhiều rồi để kinh doanh, thì đây là một cái màu đen. Thì quý vị và bạn có thể mua chiếc xe này về để sử dụng cho mục đích chạy gia đình, thì giá thành nó cũng hợp lý hơn, bởi vì xe đang được niêm yết với mức giá chỉ 940 triệu thôi cho một chiếc xe nhập khẩu nha quý vị bạn. Một số phụ kiện cơ bản đây. DVD này. Cái thời điểm mà mua chiếc xe này ấy, thì khách hàng vẫn phải đi kèm với cái gói phụ kiện cơ bản. Mình ước tính là cũng phải khoảng độ 5-60 triệu. Dán phim, che mưa, đầu DVD, camera xe và một số cái option khác nữa. Thì như mình nói rồi đó, thì với một chiếc xe nhập khẩu mà đời 2017 thì mức giá 940 triệu thì cũng rất phù hợp khi mà chúng ta mỏi mòn đi tìm những cái dòng xe máy dầu tiết kiệm nhiên liệu đời thấp. Thì tất nhiên là bây giờ là rất là khó tìm rồi. Thời gian qua thì anh em hỏi mình rất là nhiều, nhưng mà đa số những mẫu xe này thì đã không còn trên thị trường nhiều nữa. Vì đa số những mẫu xe này thì mẫu xe mà đời thấp 2014-2015 máy dầu thì đều được sử dụng cái mục đích kinh doanh, nên là số km và chất lượng xe nó không còn được như mong muốn nữa. Thì quý các bạn có thể ráng thêm chút tiền nữa, chúng ta đầu tư những cái con xe như này thì nó tốt hơn. Nước sơn màu đen. Bên mình sẽ làm đẹp thêm một ngày nữa trước khi bàn giao xe cho khách hàng nào mà chúng ta mua chiếc xe này. Thì cái nội thất chiếc xe này ấy vẫn là bọc ghế nỉ. Tuy nhiên mà khi quý các bạn nào mà chúng ta tới xem xe này thì bên mình sẽ thương lượng và tặng thêm một số cái phụ kiện đi kèm nếu mà quý các bạn thấy mà thiếu, ví dụ như là che mưa này, hay là bên trong thì mình sẽ bọc lại với các bạn bộ ghế da khác tùy theo màu sắc, hay là che mưa, chén cửa. Thì quý bạn có thể mà tới xem xe trực tiếp để chúng ta thương lượng về giá và phụ kiện nhé. Và mình nhắc lại nhé, chiếc xe này đang được niêm yết tại công ty Tân Cảng mức giá là 940 triệu. Và nếu mà quý các bạn nào mà chúng ta không thích màu đen, một màu xe để chạy gia đình, thì chúng ta sẽ đi tham khảo thêm một chiếc nữa, đó là cũng là chiếc Fortuner máy dầu 2017 nhưng mà màu bạc nhé. Hẹn quý các bạn trong những video gần tới.